Nóng quá. Em ơi lấy chai nước cho Thanh uống đỡ nóng em. Anh bạn à, tôi có thể bú cô anh phía xa. Bố đi, bố không có tiếng. Đi bú vẫn nghe tiếng. Bố tiếng. No. Ôi mẹ mày đi. Mày vô xe đi. Đụng liếc Tiểu Long cao lãnh không? Đây ôi, lấy được trực thăng anh ơi, nhưng mà không có súng. Súng chân trời. Đầu tiên là đừng tin. Tôi thấy chịu rồi chứ, biết sao giờ, xin lỗi được chưa? Hình như kem vừa trôi quá rồi, các em hư đúng không? Thôi, em thích là được. Trời, em giảm giá cho. Ba sĩ được, sao lỗi vậy luôn. Anh em biết kiểu người ta ăn chanh á, người ta ăn chanh người ta sẽ nhăn mặt đúng không?